Khương Tử con, lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ bà chúa xứ, cúi xin được phù hộ độ trì. Hương Tử con là Trần Thị Nữ, ngụ tại 45 ấp 3, xã Phú Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm Canh Tý. Con sắm sửa kim ngân, hương hoa, lễ vật, chí thiết một lòng thành tâm dâng lễ, sám hối, cầu xin phù hộ cho Hương Tử con được gia quyến bình an, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, bách sự cầu được như ý. Hương Tử con lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ bà chúa xứ, cúi xin được phù hộ độ trì. Hương Tử con lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ bà chúa xứ, cúi xin được phù hộ độ trì. Hương Tử con là Trần Thị Nữ, ngụ tại 45 ấp 3, xã Phú Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm Canh Tý. Con sắm sửa kim ngân, hương hoa, lễ vật, chí thiết một lòng thành tâm dâng lễ, sám hối, cầu xin phù hộ cho Hương Tử con được gia quyến bình an, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, bách sự cầu được như ý. Hương Tử con lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ bà chúa xứ, cúi xin được phù hộ độ trì.